Series máy tính trị Anka xin chào. Lenovo ThinkPad từ lâu đã được biết đến là dòng laptop doanh nghiệp bền bỉ và cao cấp. Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn một sản phẩm nữa của dòng ThinkPad, đó là ThinkPad E470 phiên bản i5. Và với sản phẩm này thì Lenovo đã khiến cho người dùng bất ngờ hơn với mức giá rất là dễ chịu, chỉ khoảng hơn 13 triệu đồng. ThinkPad E470 với năng lực xử lý vượt trội của chip thế hệ thứ 7 mới nhất, bảo mật tin cậy và chạy ổn định hứa hẹn sẽ mang lại cho các bạn những trải nghiệm tuyệt vời trong công việc lẫn giải trí. Lenovo ThinkPad E470 gây ấn tượng mạnh bằng ngoại hình mỏng nhẹ và thuận tiện, đồng thời máy còn sở hữu một bản lề ngã 180 độ. Thiết kế sang trọng với chất liệu nhựa và nhôm mịn, tuy nhiên bề mặt của sản phẩm thì lại dễ bị bám vân tay. Màn hình của ThinkPad E470 nhỏ gọn, 14 inch với độ phân giải HD, được tích hợp công nghệ chống chói, hiển thị hình ảnh rất là chân thật. Các chi tiết trên thân máy được gia công tỉ mỉ, độ hoàn thiện cao, các khớp nối không có hiện tượng ọp ẹp trong quá trình cầm nắm di chuyển. Bàn phím của E470 tiếp tục phát huy khả năng chống tràn nước với các phím bấm thông minh, độ nảy tốt, khoảng cách hợp lý để bạn cảm thấy thoải mái trong quá trình nhập liệu. Nút checkpoint màu đỏ đặc trưng cũng khiến cho thiết bị trở nên nổi bật hơn so với những dòng sản phẩm khác. Là một sản phẩm dành cho người dùng trung cấp nên máy được tích hợp bộ đọc vân tay an toàn. Bên cạnh đó thì bàn di chuột có khả năng cảm ứng đa điểm, nhạy bén kết hợp với 3 phím chuột rời. Tuy nhiên diện tích của touchpad chỉ ở mức tiêu chuẩn mà thôi. Khả năng kết nối của ThinkPad E470 rất là phong phú với 3 cổng USB 3.0, cổng trình chiếu HDMI, cổng mạng LAN, đầu đọc thẻ nhớ 4 trong 1, kết nối Wi-Fi AC tốc độ cao và combo jack âm thanh 3.5mm. Chúng ta sẽ không tìm thấy khe thoát gió ở các cạnh bên bởi vì hãng đã khéo léo giấu khe tản nhiệt ở phía đáy máy và phía trên của bàn phím nhằm tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Để đáp ứng tốt nhu cầu công việc lẫn giải trí, Lenovo đã trang bị cho E470 một cấu hình mạnh mẽ thế hệ Core i5 Kaby Lake mới nhất, giúp tăng hiệu suất lên 12% và hiệu quả hơn khi được xem video chất lượng 4K. Không những được trang bị bộ vi xử lý tốc độ cao mà bộ nhớ RAM 4GB cho băng thông lên tới 2133MHz cũng giúp tăng khả năng giải quyết cùng một lúc nhiều công việc. Với ổ cứng HDD dung lượng 500GB, tốc độ cao 7200 vòng trên phút, bạn sẽ có một không gian thoải mái để lưu trữ hình ảnh, tài liệu, mang lại những trải nghiệm làm việc tuyệt vời. ThinkPad E470 có mức giá chỉ hơn 14 triệu đồng với phiên bản có sẵn Windows 10 bản quyền, hoặc chỉ hơn 13 triệu đồng nếu bạn chọn phiên bản FreeDOS. Và cả hai đều có thể nâng cấp thêm RAM và ổ cứng SSD M.2 một cách dễ dàng. Nhìn chung, một sản phẩm thương hiệu ThinkPad đặc trưng mang cho người dùng doanh nhân hay giới văn phòng những trải nghiệm tốt nhất ở phân khúc trung cấp. Chiếc laptop đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển, giải trí và làm việc của bạn. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Vui lòng truy cập vào đường link phía dưới video hoặc website ankhang.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại!